trong vòng 3 phút, từng người một sẽ kẹp một đồ vật vào chân của mình và chỉ dùng sử dụng chân di chuyển, nhảy hoặc là chạy, thả quả bóng vào trong đồ vật, vào trong rổ của mình. Người nào nhiều hơn đồ vật, người đó sẽ giành chiến thắng. Hai đội trưởng chuẩn bị. Có dấu lên. Vậy là trò chơi đầu tiên thử thách hai bảo mẫu của thầy Hồng Sơn sẽ là sử dụng chân để mang các vật dụng về đích. Chúng ta hãy xem đội nào dẻo dai hơn, sức mạnh ổn định hơn để về đích nhá. Gần nữa rồi, khép chân vào. Gần đến nơi rồi, khép chân vào. Phải cái kia chứ. Phải kêu đấy. Bạn ở bên này thì á. Mỏi chân quá. Nhảy hơn. Thách thức hay quá. Thách thức rồi. Đi ngang. Nếu không được đi ngang. Rồi. Bích Trâm đang từng bước thầm lặng mà chưa đến với cô. Bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Ôi sao quả bóng nó nặng quá đi à. Nhưng mà cuối cùng cũng đã tới nơi. Mày thế cơ chứ. Kìa. Mười lăm giây. 10 giây. Quả cuối cùng đây. Vật đã được đội trưởng thành thức rồi, và đến lượt đội của Bích Trâm bắt đầu. Một đội to lên. 6 7 8 8. Tám đồ vật. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng rồi đúng không ạ? Đội giành chiến thắng, đội trưởng thành thức.